À, trong nhu cầu công việc, giả sử là chúng ta có một cái bảng thống kê điểm như thế này, rất là chi tiết. À, một số cái cột điểm chúng ta đã có full điểm, một số cột điểm thì chúng ta chấm chưa có xong ha. Một số cột điểm thì nó có những cái giá trị NA là chưa ghét được. Như vậy thì làm sao mà chúng ta chỉ chọn lọc những cái nào có điểm và những con điểm cần thiết để chúng ta lấy nó ra. Có thể là chúng ta sẽ có nhu cầu import vào một cái công việc khác chẳng hạn. Thì với cái mã số sinh viên ở đây và ứng với từng cái tiêu đề trên này thì chúng ta sẽ lọc ra một cái bảng giống như thế này. Đó, thì ứng với lại mã sinh viên. Đó, thì chúng ta sẽ có những cái cột điểm lắp 1 2 3 4 ở bên này ha. Lắp 1 2 3 4 ở đây, mình quy định là L1, L2, L3, L4. Thì tùy, mình có thể là đặt cái tên gì tùy mình. Đó. Chứ không phải nhất thiết là L1, L2, L3, L4. Ví dụ như là bạn có cột điểm hệ số 1 lần 1, hệ số 1 lần 2, rồi hệ số 2 lần 1, hệ số 2 lần 2, tùy các bạn muốn để cái gì cũng được cả. Như vậy thì khi mà mình qua cái thống kê này, mình sẽ chọn bất kỳ một cái ở trong này. Đó, thì nó sẽ lọc điểm ra cho các bạn và nó tự động sắp xếp cho mình luôn, hoặc là mình làm một cái gì đó mình muốn sắp xếp, hay là chỉ lọc lại những cái nào mà có điểm chẳng hạn, thì tùy. Đó, mình có thể sử dụng code VBA để mình viết được những cái công việc đó. Thì giả sử như cái đoạn này chúng ta làm cái lát 5 là chỉ có một số bạn có điểm thôi, thì chúng ta sẽ chọn cái này và chúng ta chọn qua cái mã số sinh viên. Như vậy là chúng ta đã chọn được cái dữ liệu mà chúng ta có thể copy nó ha, đưa sang một cái ứng dụng khác, một cái nơi khác mà mình cần. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là một cái đoạn code VBA nhỏ thôi nhưng mà nó đã giúp mình một cái công việc rất là nặng nhọc khi mà các bạn lọc điểm từng thành phần ở bên này để mà các bạn lấy ra, thì nó cũng khá là phức tạp. Nếu mà các bạn thấy cái đoạn video của mình giới thiệu về cái VBA nó hữu ích thì các bạn sẽ giúp mình like và comment bên dưới để mà có được cái số lượng like và số lượng comment đông, thì mình sẽ ra một cái video tiếp theo để hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Hoặc là đông hơn nữa thì mình sẽ mở một cái lớp hướng dẫn online cho các bạn để các bạn có thể tiếp cận với lại VBA, lập trình những cái cơ bản và đáp ứng được nhu cầu của mình trong cái xử lý công việc của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.